Phần trước của lăng kính hiển vi, tảo lam được biết đến là một nhóm tảo sẽ gây bất lợi cho môi trường khi phát triển mạnh. Bạn có biết ngoài tảo lam, có những nhóm thực vật phù du có tác động không nhỏ đến thủy vật? Hãy cùng Bình Minh tìm hiểu về nhóm tảo mắt, một ngành tảo mang hai đặc điểm của thực vật và động vật thủy sinh. Ngành tảo mắt Eulinophyta có 13 giống với 2.000 loài được ghi nhận trên khắp thế giới, theo Norton và Cộng sự năm 1996. Tảo mắt chủ yếu phân bố ở nước ngọt, ưa môi trường dinh dưỡng hay ô nhiễm chất hữu cơ. Trong các ao tù giàu chất hữu cơ, tảo mắt phát triển mạnh, tạo ván màu xanh lục hay màu đỏ hoặc màu nâu, thường trôi trên mặt nước về cuối hướng gió. Hầu hết tảo mắt thuộc dạng đơn bào, sống đơn độc. Phần lớn các loài thuộc giống Eulina, Colasium, Trachylomonas có thể thay đổi hình dạng. Tảo mắt có một điểm mắt lớn nằm ở đầu trước, có màu đỏ hoặc màu cam do có chứa các hạt sắc tố carotenoid, chủ yếu là taxanthin. Một số giống tảo phagus cơ thể có dạng cố định và không có điểm mắt. Tảo mắt có một hoặc hai roi hướng về phía trước. Ở tảo mắt, điểm mắt kết hợp với roi để cảm ứng sự thay đổi của ánh sáng, giúp tế bào định hướng ánh sáng khi bơi. Một số tảo mắt không có sắc tố quang hợp, chúng tự dưỡng bằng cách lấy thức ăn, không có vách tế bào và có roi nên chúng được phân loại vào nhóm protozoa. Theo Palmer năm 1969 và năm 1980, tảo mắt là sinh vật chỉ thị chất lượng nước. Một số giống loài chỉ thị nước bị ô nhiễm hữu cơ bởi vì chúng có mặt ở các thủy vực nước tĩnh, nước thải. Loài Eulina gracilis chỉ thị nước thải. Trong điều kiện thuận lợi nhiều hữu cơ, tảo mắt tăng sinh khối rất nhanh, ảnh hưởng đến hàm lượng oxy hòa tan trong nước và làm nhiễm bẩn thêm môi trường nước. Khi tảo mắt phát triển với mật độ cao, chiếm ưu thế, thủy vực có màu xanh hoặc đỏ, nâu đen. Nhiều loài tảo mắt có vỏ cứng nên tảo mắt gây khó tiêu ở tôm cá. Chúng có thể khiến đường ruột tôm bị loãng hoặc đứt khúc, làm giảm chất lượng tôm nuôi. Thực vật phù du đóng vai trò hữu ích cho thủy vực nuôi. Tuy nhiên, các đối tượng tảo gây hại cho môi trường nước cần có biện pháp xử lý để hạn chế tác hại của chúng lên vật nuôi thủy sản. Điều chỉnh lượng thức ăn, thay nước để giảm mật độ tảo trong ao nuôi, vớt xác tảo tàn. Mời bà con cùng theo dõi tập tiếp theo của phóng sự Lăng kính hiển vi của Bình Minh để tìm hiểu thêm về nhóm thực vật tác động đến môi trường nuôi thủy sản. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ 1900 866 636. Xin cảm ơn bà con.